Hello anh em nha, hôm nay mình lại giới thiệu anh em một con hàng cực kỳ hot trong thời điểm hiện tại nhá. R15M, mẫu xe phải nói là giá cực kỳ chát trong phân khúc 150. Xe mới 87 triệu, xuôi giấy tờ xong chắc có phải 9 mấy triệu ạ. Nay mình có xe cũ quay cho anh em tham khảo nhá. Xe đăng ký cuối 2022 sang 2023 rồi đó. Odo thì chỉ có 4.000 km thôi, chất xe lướt nên là cũng không có gì để tả cả. Mình chỉ có quay cho anh em tham khảo về kiểu dáng thôi. Đó. Nhìn khá là giống mấy con R6, R7, R1 nhá. Màu trắng nữa, R15 hiện tại chưa có màu trắng. Năm nay nó ra mẫu R15M thì đã có màu trắng xuất hiện rồi nhá. Xe đầy đủ hết cho anh em hai chìa à, đến cái băng keo này còn chưa lột nữa này, anh em có thể thấy tu bóng. Odo là 4.000 nha anh em, chất xe cực đẹp luôn đó. 2 lít 300 cây, đang lổ máy luôn nha anh em, có thể nhìn thấy này, cái gắp bạc rất là đẹp. Xe mình vừa mới rửa xong nên cũng khá là đẹp nha, mới đây. Đó, gặp cái ốc tán anh em thấy gì đấy, sáng gặp máy này, thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Xe thì đã được trang bị quick ship nha anh em, mình nhìn thấy này. Đó. Rồi ABS, xe R15 V3 cũ thì nó sẽ không có ABS và quick ship, con này đã được trang bị ABS quick ship và cái giá của nó chát cực kỳ, ngang với mấy con 300 phân khối luôn. 87 triệu chưa giấy tờ. Giấy tờ chắc phải có 9 mấy đó. Nay mình bán cho anh em một con xe lướt với giá 72 triệu 500 ngàn. Anh em có thể thấy rẻ hơn rất là nhiều. Odo chỉ có 4.000 km thôi, không khác gì con xe mới cả. Số điện thoại của mình là 0974847553. Địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Anh em có cần tư vấn thắc mắc giấy tờ, sang tên, vận chuyển hay bất kỳ một cái gì liên quan đến xe, cứ nhấc cái máy lên alo cho mình, mình sẽ tư vấn cho anh em kỹ càng nhé. Anh em không có gì phải ngại cả, cứ bất nhấc máy lên, thắc mắc gì alo mình sẽ tư vấn cho anh em nhé. 72 triệu 500 ngàn cho em R15M này. Ok, cảm ơn anh em đã coi đến cuối clip.